cái đầu dũa này phá treo rất là nhanh nha các bạn. Làm phiêu pha gỡ treo ra là xài cái đầu dũa này hết sảy luôn. Cắt bếp cũng ngó luôn. Muốn gỡ cái treo nhanh đầu tiên chúng ta sẽ đi cái vòng cung trước, rồi chúng ta sẽ đi dọc lại là tháo nhanh nhất. Mấy cái chỗ này nè, mấy cái chỗ clip này cắt nó luôn ha, bạn thấy không nè, đi cái vòng cung trước rồi bắt đầu mà đi dọc nè. Tháo treo như vậy nó sẽ nhanh mà nó không có bị sót á, nó đi theo thứ tự lớp lan nó không có sót. Chứ nhiều khi mình bị sót một chút á, mình đi lại á, nó mất công, nó lâu nữa. Tháo treo thì sao mà mét xuông, sao tháo treo cả chừng 5 phút thôi. À, nè. Đi cái vòng cung thấy chưa? Thấy mấy clip không? Next time you, you need a new set, ok honey? Ok. Today I do feel for you. What you mean new set is the doesn't my nail, right? Sometimes the condition of the nail. Each time to get a new set is gonna be turned yellow. Today you still can go one more fill, but next time you need the new set completely. Okay. Yeah. Không, dùng cái cạnh nó cắt clip luôn, lật ra mấy cái chỗ này nè, cắt clip luôn. Okay. Take my road to the old town road, I to the old town road. Chạy mấy số lớn không anh? Chạy cả khoảng số 7, số 8 nha em. Bắt đầu lấy cái đầu dũa Diamond Clean. Đầu dũa có bán không anh? Có em, đầu dũa đó anh có bán nha. À, dũa phá treo 20 đồng cái. Còn dũa anh đang dũa nè, dũa Diamond Clean nè là 15 đồng cái. Chạy cho nó sạch da luôn nha các bạn. Những cái da này rất là cứng các bạn thấy không, những cái da này nè, nhìn là biết rất là cứng ha, nhìn cái da là biết nó rất là cứng rồi. Mấy cái chỗ này nè, làm mấy cái video thường thường thì cho các bạn coi để các bạn biết làm. Đụng những cái tay như thế này mình phải làm sao. Có những cái video mà nó phức tạp, cũng có những cái video nó bình thường ha. Nó phù hợp cho mọi đối tượng. Mình phải học những cái căn bản trước. Căn bản mình giỏi rồi mình mới lên cao. Ha, thấy cái đây mình clean này không? Nè, xui á, chạy lên trên thịt luôn.
khách nó không có đâu. Đó, mà sượt lên cái nó không có chảy máu, mà nó lại luồn vô được những cái khóe như thế này, luồn vô được những cái khóe sau. Mà thí dụ mình nó clip chút xíu ngay đây nè, lấy cái đầu vũ này cắt clip luôn. Ví dụ đây một cây này vũ cũng đã lắm các bạn ơi, rất là đã. Mình tạo ra cái vòng tròn cho cái khóe nha, lát hồi để mình đắp bột cho nó tròn khóe, chứ mình không có tạo ra cái vòng tròn á. Mình đập bột á xuống bột nó ra méo xẹo, nó không có đẹp, nó không có đẹp cái khóe của mình, đâm ra mình lát hồi mình sơn á nó xấu lắm. Những cái video này là những cái video rất là bình thường, muốn làm để cho hép cho các bạn nào yếu chưa biết làm bột, đang chân tay chân nước coi để mà biết làm, để xin chủ cho lên feel. Chủ cho lên feel là bắt đầu mới từ từ mới nhích lên full set. Bôi primer vô. Hello. Hello cho mấy đô. What your name? My name is Krem Kem Chuối. Nice to meet you. Sao chị gì? Trả tiền cọ, tiền số kê, số kê từ từ đi. Đâu gì đâu, không giật được đâu, lương nắm hết rồi. chơi nắm kén rồi. Số kê chị, chuyện nhỏ. Dạ, nước em. Thank you chị. We have margaritas. Huh? We have margaritas today. Margarita? Okay. Later on, okay. I gotta give you. Chị cái đây. Chị cái đây. Em lấy cho bạn ly margarita giùm em cái được. Okay. Thank you, chị. Thank you very nhiều nha. Rồi bây giờ nè, đây là cây cọ ha. Đây là cây cọ size số 12. Ok các bạn. Lấy cục bột nhỏ thôi. Thấy cục bột không? Thả cục bột lên trên đây. Đưa nó lên sát cái khóe. Trừ cỏ. Thấy không? Đuổi nó sát lên cái khóe. Enjoy your drink. Thank you so much. Thank you, Katie. You're welcome. Cắt bột cái. Giác nó không? Take my heart to the old town road. Uống rượu có tính tiền không Phong hả? Không, không tính tiền. Tiệm Phong cho uống thoải mái luôn. Không có tính tiền thì không cần phải có license. Nhưng mà tính tiền là phải có license nha. Cho uống ly 2 ly thôi. Uống nhiều chi? Uống nhiều chi cho xin chuyện. Rượu vào lời ra tâm ma nó bộc phát nữa, phiền lắm. Uống 2 ly được rồi. Cổ đâu cho uống nhiều. Nhẹ nhàng thôi nha. Làm mấy cái móng nhỏ này nên lấy cây cọ size số 12 thôi.
mấy cục bột ha. Thấy cục bột không? Cục bột này là thiếu nè. Thấy cục bột không? Thả cục bột cho nó tròn khỏe nha. Hello. À, Phong đang live stream lắm, hồi cho Phong gọi lại được không? Phong đang live stream á, không có nói phone được. À, ok. Ok, rồi. Take my heart to the old town road. Nhiều khi cũng bi dì lắm chứ không phải không bi dì đâu. Nhưng mà thôi kệ đi ha. Cũng live stream cho các bạn coi chứ không phải rảnh đâu các bạn ơi. Nhà cũng bao việc, thiệt lòng mà nói nhà bao việc, làm nail xong về nhà còn phải làm công việc bấm cỏ, ship hàng đi, trả lời tin nhắn, đi show cho hãng, rồi tùm lum hết các bạn, rồi dạy học nữa chứ. Nhà bao việc nha, rảnh đâu, nhưng mà thôi, rảnh hay không thì cũng làm. Làm có cái hết cho các bạn. Chứ bây giờ không làm thì nhiều khi cũng không có cái gì để lại cho cái cuộc đời này hết các bạn. Thiệt lòng mà nói, nếu như mà mình tạo ra một cái gì đó nó có giá trị cho xã hội một chút xíu ha, giúp đỡ cộng đồng chút đỉnh ha. Nhận của cộng đồng nhiều rồi các bạn, giờ cống hiến cho cộng đồng cũng chả sao. Ha, cộng đồng thì ai, thì những người mà Việt Nam mới sang nè, không muốn lên làm bột nè, không biết làm sao nè, không có tiền đi học nè, không có điều kiện nè, đó thì có những cái video này coi đó, mình để lại một cái giá trị cho cái cuộc đời này. Ok, thả cục bột nha các bạn, thả ngay cái khóe nè ha. Vút nhẹ nó xuống cái. Nếu như mà mình chỉ cần bột ở trên cái khóe thôi, chứ mình không có cần dàn bột ra, thì mình chỉ cần thả cục bột là mình vút cái là xong. Nhưng mà nếu như mà mình muốn cái bột của mình nó đi xuống dưới luôn, để build cái độ dày bên dưới nữa, thì mình phải rê cục bột xuống nha. Nè, thả cục bột ngay đây nè. Ha, bây giờ mình không vuốt nhưng mà mình rê cục bột xuống ha, để mình điêu cái độ dày ở dưới, thì mình làm vậy nè. Đó, mình rê xuống. Mình cũng dặm cái khóe. Rồi mình vuốt xuống. Để cho bột nó xuống dưới. Ha, dặm nó đều ra nè. Cắt bột cái nè ha. Mặc dù nó là cây cọ số 12 thôi, nhưng mà nó cũng rất là lực các bạn ơi, chứ không phải số 12 mà yếu nha. Đắp một cái cây cọ nó có lực á, nó có nội lực á, nó sướng. Lấy cục bột này ha. Cái cách nhấn cục bột vô cho nó tròn khỏe nè. Nhấn vô nè, thấy chưa? Nghe nhấn vô không? Đủ hai bên cái khóe này không? Đó. Chưa? Clean hai bên khóe nè. Clean hai bên cái khóe nè. Thấy cục bột không? Nè, thấy cái chỗ này nó bị thiếu bột ngay cái chỗ này không? Thiếu bột ngay cái chỗ đó thì mình phải làm sao? Mình phải điều bột dưới nè. Nó khác với lại cái kiểu mà phiêu mà vuốt bột xuống. Thả cục bột ngay đây đúng không? Cục sữa cục bột cho nó ngay ngắn nè. Bắt đầu mình dặm vô cái khóe. Dặm vô khóe rồi đúng không? Chùi cọ lấy nước nè. Vuốt bên phải bên trái, đưa bột xuống. Thấy không? Thấy đưa bột xuống không? Thì bột nó sẽ lấp qua cái chỗ này luôn.
đúng không? Nó lắp qua cái ổ gà luôn. Khi mà lắp qua cái chỗ đó mình qua luôn ha. Cái bắt đầu mình cắt bột nè, bột một cái xong. Cái đó là cái cách để mình lắp cái hố ha. Vậy refill tính bao nhiêu tiền vậy Phong? Refill thì bộ này refill sữa ngón lấy 45 đồng. Mấy ngày không thấy anh like buồn ghê luôn. Buồn hả? Buồn làm gì em? Cuộc đời này đâu có gì vui đâu mà phải buồn nha. Cuộc đời này không có gì vui thì phải buồn ha. Lúc nào cũng phải vui vẻ. Như anh này thấy không? Nhiều khi anh rầu thúi ruột luôn em. Mà đâu ai biết anh buồn đâu. Không một ai biết anh buồn hết. Chỉ có vợ anh biết anh buồn thôi. Tại vì anh thích đi chia sẻ niềm vui chứ anh không thích đi chia sẻ nỗi buồn. Nỗi buồn một mình anh chịu là được rồi. Anh không muốn ai buồn vì anh hết. Anh là cái người năng lượng cao mà em. Anh đi truyền năng lượng cho người khác mà anh buồn người ta gục ngã hả? Sao được? Không được. Anh phải giữ cho cái năng lượng của anh nó cao để anh đi truyền cho người khác nữa. Truyền cảm hứng cho người khác. Đây là cây cọ số 12 nha các bạn. Bạn nào muốn order thì inbox cho Phong. Rồi bây giờ dũa nha. Nếu như ai dũa yếu nha, nói là nếu thôi nha. Nó có hai cây dũa, đây là cây dũa mịn cho bột. Mà đây là cây dũa Diamond Clean. Nếu như ai dũa yếu ai dũa yếu mà sợ cái cây dũa này làm chảy máu cây khách thì mới lấy cái cây dũa này dũa cái Kiriko. Nó sẽ không có bị chảy máu cây khách, nhưng nó sẽ không có đẹp bằng cái đầu dũa này, thấy không? Sơn nó sẽ không sát bằng. Đó, thì nếu như ai yếu thì dũa bằng cái dũa này. Dũa một vài ngón cho các bạn coi. Mở máy lên, số 5, số 6. Không có cắt tay khách chảy máu, chạy thoải mái luôn nè, chạy luôn nè, thấy không? Nè. Thấy không? Không có chảy máu và chạy luôn Kiriko cho bột luôn. Không? Đó là cái đầu dũa Diamond Clean. Đó ha, là cái dũa này, ok. Sở dĩ mà Phong dũa cái đầu dũa Diamond Clean này mà Phong dũa mịn được là tại vì Phong đắp bột nó đã mịn rồi. Cái dũa này dũa được chứ bạn, các bạn, Phong không khuyến khích các bạn dùng cái dũa này mà dũa mịn cho bột nha. Đó. Còn riêng Phong thì Phong phải xài cái dũa này nó mới sướng. Mình dân chơi mình đâu có dũa mấy cái đầu dũa Diamond Clean vô trên cái khóe được. Mình dân chơi là mình phải chơi cái đầu dũa đúng nghĩa của nó, dũa huyền thoại Hy Lạp. Gặp những cái trường hợp này là thân thủ phải nhanh. Thấy không? Thấy có chút xíu không? Xíu thôi. Xong. Thấy thân thủ thế nào quý vị? Đó, thấy không? Nó đứng yên này luôn. Thân thủ mình phải nhanh nha. Có đôi khi mình finish xong rồi khách nó còn biết là mình làm gì nữa. Chỉ rồi á ha. Chưa đầy 3 giây là đã xong rồi ha. Xử lý một cái pha
thay gì thì tự biết nha. Ồ, Florida mà tính phiêu treo mà 20 là rẻ quá rồi. Không được. Cái gì rẻ dữ vậy chị? Không được đâu chị ơi. Phiêu mà sân chéo mà còn sửa một ngón mà 20 là quá rẻ. Đừng đi làm cái tiệm đó chị, nghỉ đi. Nói thiệt lòng á, nghỉ đi, đi kiếm chỗ khác mà làm đi. Nha. Đừng có bán sức lao động của mình một cách rẻ mạt như vậy. Lê nè, lê cái đầu vũ nó ha. Anh Phong hay ho hay ngậm mật ong á, anh ngậm hoài em ơi, anh bị Covid á, anh bị Covid tháng 1 á, nó ho tới bữa nay luôn. Phiêu cộng sân treo 40 thì ok, thì đúng rồi, 40 thì thêm 5 đồng tiền sữa nữa, sữa ngón là 45. Chứ mà 20 không biết 20 là 20 cho cái gì, chứ mà 20 cho cái full set phiêu sân treo quá bèo thiệt, chứ giờ 20 đổ được như 4 gallon xăng hết, đèn dòng hết, rẻ quá không được. Tiệm nào lấy rẻ cứ nghỉ đi các bạn, nghỉ hết đi cho nó không có tiệm làm, đóng cửa cho nó chừa cái tội phá giá. Thấy mình xui không các bạn? Thấy mình xui ác không? Đã xui là không sợ, mà đã sợ là không xui nha. Nhảy đi. Hello Thảo Lê nha. Anh ơi, em biết đắp bột, móng ngắn, biết chạy máy. Vậy theo anh, em nên đăng ký học lớp nâng cao hay cơ bản nhưng cấp phần không vũ được? Trung Vương, cấp phần mà không vũ được là vô căn bản rồi. Hả? Cấp phần anh phân tích cho em nè. Nâng cao có nghĩa là người ta ok hết rồi, không? Người ta muốn step up lên một cái master level về shape, critical và design. Còn nếu như cái coffin mà em vỗ chưa được có nghĩa là chưa có được, phải vô lớp căn bản nha. Có đôi khi mình vô lộn lớp nó cũng không có tốt cho lắm đâu ha. Nâng cao là ra nâng cao, căn bản là ra căn bản ha. Anh khuyên em vô lớp căn bản tháng 6. You want square like that, honey? That's fine. That's fine. Okay. I love you. Yeah. Love you more. Love you more. More than I can say. Anh ngậm kẹo ho của mua snack hay lắm hả? Okay em. Thầy khỏe không thầy? Không khỏe. Thảo khỏe không? Thảo Lê khỏe không? Trời ơi, đúng không quý vị?
giờ này mà còn phiêu kéo hai chục là không nghỉ, không nghỉ chứ làm gì. Nghỉ đi chứ. Không có phá giá nha. Giá vậy thấp quá không có được đâu. Giờ này sân thường còn người không làm nữa nè các bạn. Tới giờ phút này á, nhiều khi mà full set thường á, sân thường á 30 đồng á còn muốn làm nữa nè. Sân treo đi mày. Sân treo đi. Sân treo full set sân treo đi. 45 đồng. 50. Mày sân thường không làm. Muốn làm ông chỉ chỗ cho làm nè, qua tiệm đối diện á. Qua tiệm đối diện à, nó cũng làm cho mày đâu. Không phải chảnh đâu các bạn ơi. Nhiều khi mình cũng phải quyết tâm để mình nâng giá lên, chứ mình không có quyết tâm á, mình cứ nương nương theo hoài cái tiệm mình nó đi xuống luôn các bạn. Mình cứ xèo xèo ở nở hoài. Thà đau một lần rồi thôi, không đau nữa, còn hơn đau hoài, đau hoài. Đau hoài nó hoài. Anh Phong tam giác chơi anh sao? Anh Phong ráp tam giác chơi hả? Trời ơi, phải có dịp gì mới ráp chứ. Bình thường ráp làm gì em? Ráp phải đúng ngữ cảnh chứ. Phong ơi, anh nói chuyện như đọc ráp làm bài nghe coi. Đọc rap hả? Ok thôi đọc rap nha. Giờ đọc rap mà thể loại gì? Muốn đọc rap thể loại gì? Nè lấy cái dũa của mình nè. Mình tách cái thịt nó ra ha. Rồi mình dũa hai bên cái cạnh. Dũa cái nào móng đó. Công nhận cái dũa đang chi sồ nè, nó ăn bột ghê á. Dũa cái nó ăn bột dễ sợ luôn á. Các bạn lên mua cái chi sồ cái loại mà 80-80 này nè. Dũa nó đã. Nó bám bột quá, nó ăn bột đã thiệt. Sướng luôn. Tam giác đi hả? Chỗ này bóp nhẹ thôi, bóp mạnh nữa là nó xịt tương ra nữa. With a brush and a softening. With a brush. Thank you very nhiều. Tám giác là tác giam, tác là đánh, giam là nhốt. Đánh nhốt là đốt nhánh, đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều, very nhiều. Welcome to Oasis Nail Bar. Hả? Quý vị nè, đọc chậm lại cho nghe nha, đọc chậm lại nè,
bây giờ muốn khách cho tiền cò nhiều quá không, phải đọc rap khách nó mới cho tiền cò nhiều đúng không, chứ Tân Kiều xưa quá rồi ai không dạy được. Không muốn cho 50 phải đọc rap, đọc rap làm sao đó, tam giác là tác giam, mà tác là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhắm, mà đốt là thiêu, nhắm là cành. Thiêu cành có phải là Thanh Kiều không? Thanh Kiều phải đi nhiều nha, Thanh Kiều phải đi nhiều vậy khách nó mới khoái, nó mới khoái cho 40-50 đồ, thấy không, thấy không? Phong ơi xem phiêu đắp bột phần kia đi cò nó láng, còn phần móng cũ nó sần sùi do em vũ mình á, do em khi mà em vuốt cục bột xuống đó, cục bột của em nó khô rồi đó, nó có cái gớt ngay đây nè đó, em phải vuốt cục bột xuống khi mà nó còn ướt chút xíu để cho nó smooth cái mặt móng của em nha, cái sực sực là nó có cái khúc á khực á, hoặc là do em cái máy vũ của em mở máy nó yếu quá. Beautiful color. Chứ ngu gì mà nói màu xấu, nói màu xấu bắt gỡ xuống lựa màu khác sao? Không các bạn, nên các bạn thông cảm, màu nào không cũng nói nó đẹp hết đó. Không, đâu khùng đâu mà chê màu khách lựa xấu. Không, nhiều khi cũng dối lòng thấy mồ mà thôi kệ đi. Không, lời nói dối mà không làm hại tới ai, làm cho người khác vui vẻ thì mình nói, còn nói dối mà ảnh hưởng tới người khác thì đừng nói. Nhấp ở dưới trước nha các bạn, rồi mới đưa lên cao sơn. Nhớ lấy ít nước sơn thôi, lấy nhiều nước sơn nó tràn lên khóe. Đá đầu móng. Ok. Đúc vô máy cục cân của anh. Nè, lấy nước sơn nè ha. Lấy nước sơn ở trên cái cổ chai, lấy chút xíu thôi. Đưa nó qua bên hông nè ha. Đá đầu móng ha.
Nó xuống, nó xuống. Có gì nào không? Thank you. Lấy rất là ít nước sơn để cho nó đừng có tràn ra đó. Ok, good night. Good night, Sarah. Put it in, honey. You like LV? Elvis? Uh-huh. Louis Vuitton. Oh yeah. You like it? I love it. Today I give you the Louis Vuitton. Uh-huh. For real? For real, yeah. Which one you like? I really doesn't matter, all of them. Okay. I give you the Louis Vuitton today. On your nail, okay? Okay. Not a real one. Now I know. Oh, you know what? I have what? I have Louis Vuitton purse and I have Coach, but Louis, the one that you like the most. Mm-hmm. Tay nào? Tay của bé mà là sơn màu trắng này, trái tim. Mấy để coi coi. Lấy 50. Tính lấy 55 hồi bớt đi. Put in. In the side, uh-huh. Later one, uh-huh. The next one. Xem vội vàng có vài. Quý vị thấy không? Vui vui mà dịnh là dịnh nè. Chứ đâu phải vui mà không dịnh đâu. Cho hai đứa này đi trứng nha. Tròn lại sướng rồi em. Lát về luộc ăn. Biết vậy lấy 55 tính thêm 5 đồng tiền cò vô luôn. Mới bị xù cò nha quý vị. Buồn quá. Buồn quá. Mặt đẹp trai vậy mà nó cho hai cái trứng về luộc ăn. Buồn quá. Làm cũng good job lắm mà nó dám Tôn Ngộ Không mình chứ. Lúc mày. Okay. Okay, honey. Cuz it's gonna break from there. Okay. Ha. Thank you, baby. Phải là ha. Dễ thương dịnh là dịnh nè. Good. Yes. Ok, ha quý vị. Ha quý vị. Trời ơi, đâu có dễ ăn của ngoại đâu. Ngoại cũng ớn hàng ngoại lắm. Chanel, you like Chanel? Chanel, I like Chanel. Or LV? Chanel, I think. Luôn Chanel ha. Ok, anh đu ủa lộn mà ai đu Chanel for you. Ok. And đấy. Just only one, right? Yeah. Okay, good.
Vui vui chứ, dịnh là dịnh nha. Quá đẹp. Ok. Big one. Tuyệt vời. Thiệt là tuyệt vời. Tuyệt vời quá. This one ready. Xem cứ vội vàng quá vậy. Oh my god. Từ từ chứ. Wow. Bỏ lên cái. Rồi xong. Nghèo cũng có cho con đi học nha quý vị. Nghèo nghèo chứ cũng phải cho con đi học à, đừng bắt nó nghỉ học tội nghiệp nó. Móng ngắn chứ cũng Chanel sùm đồ. Biết Chanel không? Sờ nail á. Nè, đang sờ sờ cái nail nè. Gọi là Chanel á. Rồi đút vô cưng. Mười đồng ngon lạnh. Mười đồng mà lấy khó quá, lấy 8 đồng thôi. Ok, alright. Hôm qua là nắng gắt, hôm nay là mưa dông. Chẳng phải thời tiết biết nói về ai không. Trời ơi, ngồi yên, ngồi yên. Chị hai, ngồi yên. Nghèo nghèo cũng phải cho con đi học, móng ngắn cũng phải có trình chà neo chà ơ đồ ha. Gọi anh là dân thường, gặp anh sẽ thương dần. Next time I do for you Fendi. Ok. And next time I do for you LV. And the next time I do for you Lamborghini, Ferrari. There you go, you see. I have everything, for real. Wow. Everything. Yeah, Supreme không? Sập cái không? Thôi, để bữa khác sập. Nè, có Supreme luôn nè. Thank you.
rồi, xong xà bông luôn. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong một cái bộ móng ha các bạn à. Nó cũng đơn giản thôi, không có khó khăn ha. Cái này à, nó bị tràn chút xíu nè. Lấy cái đầu đũa ra mình clean ra. Lấy cái đũa ra mình clean ra, chạy cái chỗ này cho nó đẹp đẹp chút. Xong làm ăn uy tín nhà máy tèo mà. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha các bạn à. Cái cách làm thì Phong cũng show các bạn hết rồi. Phiêu treo thì nó chỉ cũng được có nhiêu vậy thôi à, nó cũng không hơn được nhiêu đâu ha. Thì cách làm thì cũng đã show cho các bạn biết rồi ha. Cứ làm, cứ cố gắng ha. Ai tay chân nước muốn lên bột cứ từ từ cũng sẽ lên ha. Quan trọng là mình phải cố gắng ha. Mình cố gắng mình làm là nó được hết, không chịu đấm ăn xôi à. Lúc đầu thì nó làm chậm ít tiền chút, sau này nó sẽ tốt hơn. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Bye bye, see you next video.